Alo, thân chào anh em, chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trên tay mình đây có một cái mạch led nè anh em. Mạch led này thì nó hư rồi. Bây giờ cái mình muốn tháo mấy con led này ra. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách để mà chúng ta đó là tháo chip led ha. Sử dụng một cái ống quẹt thì chúng ta sẽ tháo như thế nào ha. Thì xin mời mọi người cũng như anh em hãy theo dõi clip của mình nha. Ở đây mình có chuẩn bị cái eto đó, mình kẹp lên đó. Bây giờ mình sẽ lấy hai cái ống quẹt, mình thay phiên, mình sẽ thay phiên anh em đốt để rồi ha. Cái điện thoại của mình nó quay hơi bị dở cái này đó. Rồi mình để cái gì chế độ gì đi, mình quay đi cho dễ nhìn hơn ha. Anh em sẽ đốt cái bên dưới đến khi nào mà nó nóng á đó. Đến khi nào mà nó nóng, nó chảy được cái mạch này ra thì chúng ta gấp cái led ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ đốt nè. Anh em lấy cái hai cái ống quẹt á, anh em thay đổi thường xuyên á thì nó sẽ đó là đỡ hư ống quẹt hơn. Đó. Nó mới đây là nó đã bốc luôn rồi nè anh em. Chảy con led luôn rồi nè. Độ nóng vừa phải thôi chứ độ nóng quá là nó hư con led, thấy không? Đó, mình để vô đó. Đó. Gấp chip led ra rất là đơn giản. Lý do cái mạch của mình, cái mạch này nó hơi nhỏ nè. Đó. Cho nên là nó truyền nhiệt rất là nhanh. Vì mà sáng gấp không được con led, người ta lá gấp nó cứ sức khỏe. Đó, anh em thấy mình gấp led rất là đơn giản ha. Mình gấp xong rồi thì mình để nó qua cái miếng đó cho nó nguội mau anh em. Cái miếng này nó bằng sắt cho nên nó nguội mau. Những chip led này mình lấy lại á, để mà mình sửa cho mấy cái bóng led khác. Gấp bây giờ cứ rớt rớt hoài ta. Ngay cả những cái linh kiện nhỏ này nữa nè, mình gỡ ra cũng được luôn nữa nha anh em. Đó. Cái linh kiện này mình gỡ hết được luôn á. Chứ không riêng gì mấy con led đâu. Hơi nóng cái hộp quẹt. Thì qua cái một bước, một vài bước thì mình đã tháo hết những cái chip led ở trên cái mạch led này rồi nè nè. Đó. Thì tương tự như vậy dành cho những cái mạch led khác ha. Thì khi mà mình muốn thay vô cái con led khác á, thay vô cái chip led, thay con nào đó, dụ như bây giờ mình lấy cái mạch khác mình thay vô cho anh em xem nè. Để mình kiếm cái mạch nào à. Ở đây mình có một cái mạch nè. Đó, bây giờ mình kiếm con led nào mình thay vô cho anh em coi. Đó, bây giờ mình muốn thay cái con led chỗ này đi. Led này nè ha. Nó bị đen nè. Đó, bây giờ thì mình cũng tháo ra cũng tương tự như vậy đó. Rồi mình lấy con led cái này nè mình thay vô. Thì ở đây là mình chỉ hướng dẫn thay thôi ha. Còn mà nó... Nói chung là hướng dẫn thay con chip led đó đó.
này nè, thì anh em cứ cứ đốt ở bên dưới lên, nhưng mà trước khi đốt á, là chúng ta coi bên dưới này nó có sạch chưa. Tại vị trí này nè, chúng ta phải lau cho nó sạch. Chúng ta chùi cho nó sạch mới được, không sạch là nó không có, nó không phải, nó không mấy, mà nó sẽ lâu làm cho hư cái hộp quạt của chúng ta. Đó, giờ thay con chip led chỗ này, nó đen đầu nè. Đây nè ha. Rồi bây giờ chúng ta tháo nó ra thì cũng y chang vậy đó. Mở quạt lên khò. Cái này nó lâu, lý do là tại vì là cái mạch này nó bự hơn, nó to hơn cái mạch kia đó. Lấy con chip led ra rồi phải không, thì anh em lấy con led khác em cứ đặt y chang vô lại ha. Rồi sau khi anh em đặt vô đúng vị trí nó rồi thì anh em cứ cứ khò. Rồi chúng ta khi mà thấy nó chảy chì ra rồi thì chúng ta cứ dí dí nó xuống, còn không chúng ta để tự động nó cũng dính rồi nè ơi. Đó. Rồi xong đó nè. Như vậy là chúng ta đợi mà cho nó nguội lại là ok rồi đó. Đó là cách mà chúng ta sẽ thay cái chip led bằng bằng cái ống quẹt thôi à. Ha. Còn tháo mấy cái chân này ra thì mình đã có clip làm tháo hai cái chân này ra rồi ha. Thì anh em xem lại trong kênh của mình ha. Thì vừa qua mình chia sẻ cho anh em cách để mà chúng ta đó là cách tháo chip led và thay chip led này bằng một cái ống quẹt ha. Còn cái mạch này thì mình thay nó là bằng trực tiếp trên mạch luôn, cho nên là nhìn nó hơi bị xấu ha. Rồi thì mình hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ giúp cho anh em có nhiều cái phương pháp để mà chúng ta sửa bóng đèn nha. Rồi xin thân chào anh em, cũng hẹn gặp lại anh em trong một video clip gần nhất của mình ha. Rồi tạm biệt.